nào thích á thì chúng ta để nguyên miếng, còn nếu không nó dọn cụm luôn thì chúng ta sẽ cắt cái ra. Tại con gà này mình đã chiên nữa. Wow, ngon quá à, dọn cụm luôn á. Wow, ngon ơi là ngon luôn. Nghe thấy giòn gụm luôn nè. Giòn gụm luôn. Rất là ngon. Ngon ơi là ngon luôn. Rồi mình cắt cái cánh này ra cho nó. Ngon không các bạn? Rồi sau khi mình cắt ra rồi là nhìn giòn quá à. Ngon ơi là ngon. Mình sẽ ăn thử miếng trước nha. Mình mời các bạn mình thử miếng trước. Cái cánh này, nó giòn. Nó giòn ơi giòn luôn. Ngon quá. Nó vừa ăn á, nước mắm nó thơm. Nó giòn. Cái cơm mình cắn nó khá nó giòn lụm luôn. Ngon quá. Cái này chỉ cần ăn chấm muối tiêu khỏi cơm thôi. Ngon quá. Các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh nấu ăn của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm gà chiên nước mắm nha. Ở đây thì mình sử dụng con gà này là khoảng 1,2 kg nè. Thì mình đã làm sạch, rửa sạch rồi ha. Thì ở đây mình sử dụng khoảng là 3 muỗng cơm, nước mắm, bột hạt điều. Rồi mình sử dụng thêm là cái bột ngọt nữa. Trước tiên thì gà ở đây làm sạch, các bạn có thể cho chúng ta chẻ ra làm hai hoặc là có thể chẻ ra làm tư cũng được ha. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình ướp gà nha. Rồi sau đó thì mình ướp gà, mình cho nước mắm vào trong đây luôn. Rồi mình sẽ cho bột ngọt với dầu, bột hạt điều. Nếu các bạn nào thích dầu mè chúng ta cho một ít dầu mè vào nha. Mình cho ít dầu mè. Thì ở đây thì mình sẽ cho một ít dầu hào vô để cho cái mé gà của mình nó thêm thơm á. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn cái gia vị này lên nha. Sau khi trộn đều cái gia vị này lên nè, các bạn cho nó tan hết ha. Thì ở đây mình sẽ không có sử dụng đường nha. Đường thì khi hồi mình chiên lên nó dễ bị khét đó. Rồi mình cho gà vào ướp. Rồi để cho món gà mình ở đây nó thêm thấm á, mình sẽ khứa vài đường nha. Mình sẽ khứa ngay chỗ cánh vào vài đường cho cái gà mình nó thấm luôn nha. Khi mình khứa vài đường như thế này thì bắt đầu mình sẽ ướp trong đây luôn. Ừ.
cái dầu màu điều á, hoặc là các bạn không có bột hạt điều thì chúng ta sử dụng dầu hạt điều nha. Dầu hạt điều để cho cái gà của mình á, khi mình chiên lên nó được đẹp. Rồi sau đó thì mình sẽ ướp bên đây là khoảng là, rồi sau đó thì mình ướp có cái gà này khoảng 1 tiếng nha, 1 tiếng cho nó thấm gia vị nha. Mình để sang một bên mình ướp nha, 1 tiếng cho thấm gia vị nè. Và ở đây thì mình sử dụng đây là gà tâm hoàng nha các bạn. Gà nó mềm á, tâm hoàng nó mềm, còn nếu mà mình sử dụng gà ta của mình thì nó rất là cứng, nó cứng rồi là cứng, thì mình chiên lên nó cứng. Mình sử dụng gà tâm hoàng, khi mình chiên lên nó mềm, thịt nó ngon, nó mềm mà nó ngon nữa. Đây, sau khi mình ướp gà được 1 tiếng rồi nè các bạn, nó rất là thấm và ngon rồi nè. Thì mình sẽ bắt cái một nồi nước lên nha. Rồi mình sẽ bắt một nồi nước lên, sau đó mình cho gà vào mình luộc nha. Rồi luộc đây khoảng 20 phút là gà của mình đậy nắp lại cho nó mau mềm nha. Mình luộc khoảng đây là 20 phút nha các bạn. Rồi trong khi luộc gà thì ở đây thì mình sẽ cho một vài cái củ hành tím nè, một củ hành tím vào mình sắc mỏng, và gừng, mình sẽ cho vài lát gừng, 3-4 lát gừng gì vào trong đây nè, mình luộc ha. Đây, sau khi mình luộc khoảng là 20 phút rồi nè, giờ gà chín là mình sẽ tắt nha, tắt bếp luôn nha. Tắt bếp ở đây thì mình sẽ vớt cái gà này ra, cho mình để cho nó ráo thịt ráo ha, tặng mình khi mình chiên cái nó không có bị bắn dầu. Nếu mà các bạn mà không có vớt ra ráo, cái da nó còn ướt, mình chiên ra bị bắn dầu á. Rồi đây, sau khi mình vớt gà ra, mình để cho nó ráo như thế này nè các bạn, mình cho nó tặng mình chiên dầu nó không có bị bắn lên nha, thì mình sẽ để cho nó ráo thịt ráo nha. Hồi nãy là mình được ướp gia vị cho nó vừa ăn rồi, thì đây mình chỉ còn để ráo thịt ráo là mình chiên là được rồi ha. Sau khi mà gà của mình nó mình để cho nó ráo mà nó ráo nước rồi nè, ráo nước như thế này nè các bạn, đây ráo nước rất là khô nha, rồi mình chiên nó không có bị dầu nó bắn lên. Rồi khi dầu mà nóng lên rồi, ở đây thì mình sẽ cho gà vào mình chiên luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chiên cái gà này lên nha. Thì gà sau khi mình luộc xong rồi, mình để cho cái da gà nó khô, nó ráo có khoảng là ở đây là khoảng là chừng khoảng hơn nửa 1 tiếng đồng hồ á, cái da gà của mình nó khô nó ráo hết rồi mình sẽ chiên, thì lúc đó nó sẽ không có bị bắn dầu. Nếu các bạn mà để cái da gà của mình nó còn ướt á, khi mà mình mới luộc xuống mình chiên liền á, nó sẽ bắn dầu lên rất là nhiều, sẽ làm phỏng mình á, nên mình sẽ để cho cái gà này nó nguội khoảng là 1 tiếng đồng hồ rồi mình sẽ đem đi chiên. Ở đây mình chiên gà với cái lửa là cũng phải lớn nha các bạn, chứ không có lửa nhỏ nha. Lửa lớn thì cái gà của mình nó rất là ngon và giòn, thì lúc đó nó sẽ ngon hơn, nó giòn hơn nha. Giòn giòn rồi nè, giòn nó ngon rồi đó, trứng này nãy mình bẻ là khó đây nè. Ở đây thì chiên đó, các bạn lắp cho mình một cái dĩ hoặc là 2 cái thanh tre á, cái cây tre á, các bạn lót nó da nó không có bị khét và nó ngon, nó giòn. Mình sẽ cỡ nó vàng, nó giòn rồi nè, giòn ơi là giòn.
thì mình sẽ cỡ nhà mình chiên luôn. Mình chia sẽ dàn hai mặt luôn, rồi mình sẽ đem ra nha, tắt bếp mình lấy dài nha. Rồi nè các bạn, sau khi mình chiên giòn hết rồi nè, ồ, nó giòn quá à, đó, bạn thấy không? Thì mình sẽ gấp ra nha, mình gấp ra cái dĩa, mày với ăn cơm trắng rồi, nóng rồi ngon, hết sảy. Rồi nè các bạn, sau khi mà mình chiên gà xong mà nó giòn ơi là giòn luôn nè, wow, nó giòn lắm nha, nó thơm ơi là thơm luôn á. Rồi như thế là mình đã làm xong món gà chiên nước mắm ngày hôm nay rồi các bạn. Các bạn hãy thử cùng mình làm cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé các bạn. Rất ngon và giòn á. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn. Và mình hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.